đâu ăn gì đấy. Mày bóc trứng cho con ạ. Trứng này em ơi. Trứng gà này con này. Đây là trứng nhá. Cái đấy à? Ừ. Đấy, xuống cái này. Cái có này. Ừ. Mẹ lấy trứng để bán thì mua sữa cho con nha. À. Giỏi quá. Con gái xuống nhặt trứng cho bố đi. Con nhặt trứng cho bố nhá. Nhiều trứng không? Trứng hồng nha. Bibo. Bibo. Đi về đi em. Chụp hay thì phải chọn hàng thế. đây bà đếm hộ nó hộ con với. Cứ phải đếm nhưng mày đi bán thì được lãi quả trứng, thì nhỡ nhầm cái thì lại mất quả trứng. Đó, mấy chục ạ? 20, 20. Mất thêm 1 chục. 3.000. Vân vỡ. Bà vẫn còn nhiều lắm. 3.000. Thế là 20 này trái là đấy. Đang khơi khơi thì bây giờ mình càng đạt thế. Quay mua rồi. Trứng bé đi. Bà bán hỏi ơi. Nhớ không? Nhớ không? Bà bị đâu ra đâu. Trứng này là trứng mới mới trồng. Đấy thôi rau bao này phải ạ. 4 bao này chấu. Bà chị là 2 triệu. Đây đưa 6 đấy. Này gái ơi, đấy cái này 25 quả. Đây mà đấy này. Dạ vâng. Cô là 25 ạ. Đây đến lại thì đến cho con này. Dạ thôi ạ. Dạ vâng. Thế rồi cái quả này lên. Vâng. Còn không biết ạ. Dạ con ạ. Con ở ngoài đây ạ. Con ở ngoài. Vâng, con cảm ơn nhá. Cái trứng gà này là đâu? Trứng gà ta nó phải được thế. Trứng gà ta mà. Dạ qua nó quay nó bắn rẻ thôi. Nó quay nó bắn. Của người Mông à? Hết rồi. Hết rồi á? Hết rồi. Bây giờ mình đặt ra. Tăng này tăng tuyệt ơi. Nhiều ạ. Chưa đây cháu ăn, cháu ăn. Trứng gà công nghiệp ạ? Dạ không ạ, trứng gà của mình ạ. Thì mình không phải bắt. Đấy của bà rồi, bà nhà mình không thêm. Bao tiền quả? Đấy. Rau à? Của chị là 15 quả. Đây đây bao nhiêu quả? 20.000. Mấy quả thì nó lấy lên. 20.000 chị nhá. Dạ không biết. Bà đi về đây. Vâng, con cảm ơn bà. Tàu ơi. Bắt được này, bắt được nó. Đi làm vườn em ơi. Lên lên mày cõng nào. Lên mày cõng nhá. Thì dù nhong nhong nhá. Mày cõng con nhong nhong nhá. Ok. Đem về. Ừ, cho con về. Đây. Con ngủ rồi em. Vâng ạ. Con đuổi gà. Con mình đi vào xem trứng chín chưa nhá. Mẹ đi bóc trứng cho con ăn nhá. Đi. nha. À, mẹ bóc trứng cho con nha. Đây này, bóc này. À, bóc trứng nha. Mẹ bóc trứng cho con ăn nhá. Ừ. Đấy, con nhìn mẹ bóc chưa? Hai bàn tay của em, tay em mua cho mẹ xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Ôi, con ơi đứng dậy nào. Giỏi quá. xong rồi không? Cơm này. Cơm xong rồi. Làm cơm ra. Cơm là bún ơi. Ăn cơm nha. Ăn từ ớt nhá. Vâng, anh cho em một ít. Ngon quá. Em cảm ơn nhá. Em ăn đi. Em ăn. Con gái ngủ giờ đi dậy ăn cơm. Ngon nhỉ. Cái có vừa không anh? Ừ, ngon lắm em. Bố ơi.